Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Thực hiện chủ đề năm học 2022-2023, đoàn kết nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo khoa học, không gây áp lực đối với học sinh, linh hoạt trong tổ chức thực hiện dạy và học các môn học. Nhiều em tham gia dự thi ở nhiều nội dung và đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế. Trong đó có 145 giải quốc gia và một giải Á quân tại cuộc thi khoa học kỹ thuật tại Malaysia. Đây là giải thưởng quốc tế chính thức đầu tiên của học sinh thành phố Hòa Bình. Đối với giáo viên, có 92 cán bộ quản lý giáo viên đạt giải cấp thành phố, 39 cán bộ quản lý giáo viên đạt giải cấp tỉnh, 2 cán bộ quản lý và giáo viên đại diện cho tỉnh dự lễ tuyên dương khen thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã tặng giấy khen cho 23 tập thể và 167 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt năm học 2022-2023. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã tặng quà cho 165 giáo viên và học sinh tiêu biểu. Sau một vài trận mưa đầu mùa, ta luy dương tuyến đường tỉnh lộ 435 thuộc địa phận xã Bình Thanh đi xã Thung Nai, huyện Cao Phong, xuất hiện các điểm sạt lở và đang có tình trạng tiếp tục sạt trượt. Đất đá vương vãi, nhiều điểm đất đá tràn xuống mặt đường, chắn hết một làn xe, gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuyến đường tỉnh 435 được hoàn thành vào tháng 10 năm 2020, có tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng, với chiều dài 21,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi. Sau khi hoàn thành, mở ra cơ hội rất lớn thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch lên Hồ Hòa Bình, cải thiện điều kiện đi lại của người dân. Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm có những giải pháp kịp thời khắc phục các điểm sạt lở, tạo giao thông thuận lợi cho du khách tới tham quan du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực Hồ Hòa Bình và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau 5 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 123 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao, 99 sản phẩm 3 sao. Đối với sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch và bán hàng, toàn tỉnh có 5 sản phẩm, gồm 3 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 3 sao. Những sản phẩm OCOP đều có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với những địa danh khác nhau như dệt thổ cẩm Mai Châu, nước khoáng Kim Bôi, hạt sổi Lạc Sơn, cà gai leo Yên Thủy. Thông qua chương trình OCOP đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi trong sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín, giúp gia tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp, phát huy được vai trò của các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó tạo ra nhiều việc làm cho lao động nông thôn, nhất là nâng cao được vai trò của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, từ năm 2016 đến nay, ngành chăn nuôi của Lạc Thủy từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang phát triển theo hình thức gia trại, trang trại tập trung quy mô lớn, qua đó giúp người chăn nuôi khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chăn nuôi hiện chiếm trên 26% tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản của huyện Lạc Thủy. Toàn huyện Lạc Thủy phát triển 235 gia trại chăn nuôi, trong đó có 11 trang trại chăn nuôi gà và 3 hợp tác xã chăn nuôi gà Lạc Thủy thuộc hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Trung bình một gia trại nuôi khoảng 4.000 con sẽ lãi từ 100 đến 200 triệu đồng một lứa, qua đó chăn nuôi giúp người dân huyện Lạc Thủy có thu nhập ổn định. Thưa quý vị và các bạn, rác thải nhựa đang hàng ngày hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người. Để chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, các cấp ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu gom phân loại rác thải nhựa. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Một buổi tổ chức thu gom phế liệu rác thải nhựa
của Chi hội Phụ nữ tổ 11 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Tất cả phế liệu được hội viên phụ nữ và các hộ dân trong tổ dân phố phân loại từ gia đình, sau đó được thu gom, bán để gây quỹ hỗ trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo trên địa bàn. Đồng thời, để bảo vệ môi trường, mô hình này được thực hiện từ năm 2021. Từ 2 đến 3 tháng các hội viên sẽ thu gom một lần. Không chỉ hội viên trong chi hội mà nhiều hộ dân trong tổ dân phố cũng tích cực tham gia. Ngoài cái mục đích mà để hỗ trợ những người khó khăn ra thì chúng tôi còn có mục đích to nhất, đó là để bảo vệ môi trường. Đấy, như chúng ta đã biết, ở một ngày thải ra xã hội này, môi trường này hàng nghìn tấn rác thải, nhưng mà nếu mà không thu gom kịp thời thì môi trường sẽ ô nhiễm. Rồi ô nhiễm thì ô nhiễm nguồn đất, ô nhiễm không khí, rất là nhiều thứ để mà nó làm cho con người ta nó không có cái môi trường trong sạch. Đấy, rồi cái hệ lụy của cái môi trường đấy thì anh chắc là anh biết, tại vì TV đài nói rất là nhiều là về cái môi trường mà không trong sạch thì nó gây ra rất nhiều bệnh, phổ biến là bệnh ung thư. Nhằm giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và tạo nguồn quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hòa Bình đã phát động thực hiện mô hình thu gom phế liệu và rác thải nhựa giúp phụ nữ nghèo. Nhờ đó, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Đồng thời, rác thải nhựa được hạn chế thải ra môi trường, góp phần tạo môi trường sống xanh sạch đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Lâm thành lập mô hình chi hội phụ nữ thu gom rác thải, chủ yếu là những cái sản phẩm như là ví dụ như là những túi ni lông và những cái phân hủy, thì các thành viên trong chi hội sẽ gom và sẽ cho vào xe thu gom rác môi trường. Còn những tấm bìa này, các lon bia và nước ngọt và các những cái chai lọ bằng nhựa thì sẽ phân loại trực tiếp tại hộ gia đình và đưa đến nơi tập kết. Thói quen đi chợ sử dụng túi ni lông của người dân hiện nay rất phổ biến. Hầu như các đại lý siêu thị đến các sạp hàng ngoài chợ đều sử dụng túi ni lông, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút nhựa, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn từ nhựa. Do vậy, lượng rác thải nhựa hàng ngày thải ra môi trường là rất lớn và đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người. Nhằm góp phần chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi ni lông, nhiều tổ chức hội đoàn thể, khu dân cư, các thôn xóm trên địa bàn tỉnh đã thành lập mô hình thu gom rác thải nhựa, mô hình túi vải đi chợ, nội trợ thông minh, không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2023 và Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi được cái nhận thức của người dân trong cái việc sử dụng, hạn chế tối đa cái việc sử dụng túi ni lông một lần khó phân hủy và các sản phẩm sử dụng một lần. Ngoài ra thì để thực hiện được giảm thiểu rác thải nhựa thì chúng ta ngoài công tác tuyên truyền thì chúng ta có thể là sẽ phải có những cái cơ chế khuyến khích để tái chế, tái sử dụng cái rác thải nhựa, để từ đó là sẽ giảm thiểu được cái việc sản xuất ra các sản phẩm là túi ni lông hoặc là các sản phẩm sử dụng một lần. Các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ ô nhiễm của rác thải nhựa, sự cần thiết phải phân loại rác thải từ nguồn và thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần trong hoạt động các cơ quan đơn vị, trong cộng đồng dân cư và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, vì môi trường sống trong lành, vì sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp, nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Qua gần 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết của huyện Lương Sơn đều đạt vượt so với kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 1.780 tỷ đồng,
tăng 4,65 lần so với năm 2020. Tổng mức đầu tư toàn xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt trên 7.400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 2,12% năm 2023, thấp hơn 7,67% so với bình quân chung của tỉnh. Cùng với đó, huyện Lương Sơn đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại 4, đến hết năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Để mà hoàn thiện các cái chỉ tiêu tiếp theo của xã Cao Sơn thì chúng tôi đã tiếp tục huy động các cái nguồn lực chung của địa phương đã sẵn có và các cái nguồn lực bên ngoài đóng góp của xã hội để hoàn thiện các cái chỉ tiêu còn lại. Về đặc biệt chỉ tiêu khó chúng tôi thì đối với xã Cao Sơn là cái xã vùng phụ cận của huyện thì để hoàn thiện các cái chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người là 45 triệu đồng trên người trên năm thì chúng tôi chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp và kết hợp phát triển du lịch và các như tổ may các cái hội liên hiệp phụ nữ và các ngành khác để tăng thêm thu nhập để hoàn thiện các cái chỉ tiêu về thu nhập và phát triển kinh tế của. Những chuyển biến rõ rệt nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay là các địa phương đều có sự chủ động vào cuộc từ rất sớm. Hầu hết đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành sớm việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động về thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương, tỉnh ủy và cấp mình. Xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến 2030. Nhờ quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, các địa phương trong tỉnh đã phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện. Đặc biệt với tinh thần đoàn kết chủ động ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19, các địa phương không chỉ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh mà còn bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh ước đạt 7,1%, thu ngân sách nhà nước từ năm 2021 đến 2023 ước đạt hơn 18.174 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2023 giảm còn 9,79%. Theo tổng hợp báo cáo của các cái cơ quan đơn vị cũng như là tổng hợp báo cáo chung thì hiện nay là các cái mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch được nêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thì cơ bản chúng tôi đạt được. Và tinh thần ấy là kiểm điểm để xác định những cái đã làm được, những cái chưa làm được để có những cái biện pháp, có những cái giải pháp để phấn đấu thực hiện và với quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái chỉ tiêu đã được nêu trong nghị quyết. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ này và có bước đi vững chắc từ cách làm mới sáng tạo, các địa phương đã và đang hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Lạc Sơn khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19h45 phút tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ 25 đến 35 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ 26 đến 35 độ.